Nếu như trong thế giới thần thoại ở cả phương Đông lẫn phương Tây đều có những sinh vật huyền bí với năng lực hết sức mạnh mẽ và phong phú khi được bắp thêm nhiều đầu, như là Cửu Phụng ở Trung Hoa, Bát Kỳ Đại Xà bên Nhật Bản, hay là Hydra, Chimera và Cerberus của Hy Lạp cổ đại, thì trong thế giới Pokemon cũng có nhiều loài có hơn một cái đầu với những khả năng đặc biệt và vô vàn những thông tin thú vị liên quan. Vì vậy, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những Pokemon đó là những loài nào nhé. Thật ra thì các ông nhìn thumbnail biết thừa rồi, nhưng mà thôi cứ xem cho nó có gì hay ho. Doduo là một trong những Pokemon đầu tiên mà tôi biết đến, không phải trên anime mà là trên mấy quyển vở với cả ảnh ở cổng trường. Chú đa điểu này có hai đầu và sở hữu một cọng não bộ đồng nhất giống hệt nhau. Người ta tin rằng hai cái đầu của Doduo được kết nối với nhau bằng một hình thức thần giao cách cảm. Tuy nhiên cũng có một số nghiên cứu chỉ ra rằng có những trường hợp ngoại lệ mà Doduo có thể sở hữu những bộ não riêng biệt. Như trên anime có trường hợp hai cái đầu của Doduo đã bất hòa và bắt đầu tấn công lẫn nhau. Thêm một điểm đặc biệt nữa đó là hai cái đầu của Doduo sẽ không bao giờ ngủ cùng một lúc. Nếu như một đầu ngủ thì đầu kia sẽ thức canh gác để phòng kẻ địch tấn công. Cuối cùng thì tôi sẽ tiết lộ cho anh em một bí mật. Đó là thật ra Doduo có cánh đấy, chỉ là chúng nó kém phát triển thôi. Và điều đó cũng đồng nghĩa với việc chúng nó có thể bay nhưng mà khá kém. Trong game thì Doduo thậm chí có thể học được siêu fly và có thể chở anh em đi khắp thời gian luôn. Không giống như Doduo, mỗi cái đầu của Dodrio đều có bộ não độc lập và tính cách riêng biệt. Mỗi cái đầu của nó được thể hiện lần lượt là buồn bã, tức giận và vui vẻ. Mặc dù khác biệt như thế, nhưng khi chiến đấu nó có thể vận dụng cả ba bộ não của mình một cách hiệu quả để thu thập dữ liệu, xây dựng và thực hiện những chiến lược phức tạp. Tuy nhiên, đôi khi suy nghĩ quá mức khiến cho chúng nó trở nên quá tải và bất động. Ngoại trừ ba cái đầu đặc trưng thì một số bộ phận khác của Doduo cũng có ba cái. Kiểu như là ba bộ tim phổi bên trong cơ thể của nó ấy. Điều này cho phép cung cấp oxy và bơm máu khắp cơ thể một cách hiệu quả, giúp cho Doduo tăng sức bền để chạy những quãng đường xa mà không cần phải nghỉ ngơi. Là những cá thể riêng biệt trên cùng một cơ thể, có lẽ chúng nó cũng chẳng ưa gì nhau lắm nhưng mà vẫn bắt buộc phải ở cùng với nhau. Cho nên những cái đầu của Doduo sẽ thường xuyên cãi vã cho đến khi cả ba hoặc là ít nhất một trong số chúng được ăn. Điều này sẽ làm hài lòng cả hai cái đầu còn lại và tạm thời kết thúc cuộc đấu đá nội bộ. Khi ngủ thì một trong ba cái đầu của Doduo sẽ đảm nhận vai trò canh gác, cho nên tính ra mỗi cái đầu này sẽ được ngủ nhiều hơn so với khi chúng còn là Doduo. Thêm một điều đáng lưu ý nữa, đó là cần hết sức thận trọng khi cả ba cái đầu của Doduo quay về những hướng riêng biệt. Bởi vì khi đó không phải là chúng nó đang dỗi nhau đâu, mà là đang trong trạng thái cảnh giác cao độ đấy. Đừng có dại dột mà bén mảng đến gần nếu như không muốn bị mổ nhá. Girafarig là một Pokemon có tạo hình khá thú vị. Nửa thân trước của Pokemon này trông chả khác gì một con hươu cao cổ, nhưng nó lại có một cái đầu gắn ở đuôi. Đúng rồi đấy, bạn không nghe nhầm đâu. Đuôi của Girafarig sở hữu một cái đầu của riêng nó. Thậm chí cái thiết kế ban đầu của Pokemon này đã từng có hai cái đầu hoàn toàn đối xứng với nhau. Từ điển Pokemon miêu tả rằng cái đầu gắn ở đuôi này có não nhưng quá nhỏ để tự biết tư duy. Bù lại thì nó biết phản ứng trước mùi hương và tiếng động để cảnh báo những mối nguy hiểm. Khi mà cái đầu phía trước đang ăn thì cái đầu ở đuôi cũng sẽ tạo ra các chuyển động nhai và nuốt như thể là nó cũng đang ăn vậy. Bên cạnh đó, cái đầu này không có nhu cầu ngủ và có thể làm nhiệm vụ canh gác 24 tiếng mỗi ngày. Cho nên ông nào mà có ý đồ tiếp cận từ phía sau để bắt hoặc là đánh lén Pokemon này thì hãy dè chừng đấy. Bởi vì cái đuôi của nó sẽ bất thình lình chồm tới và cắn anh em. Trong bản Pokemon Scarlet và Violet, Girafarig có thêm một dạng tiến hóa là Farigiraf. Ở dạng này, cái đầu ở đuôi của nó đã nhập làm một với cái đầu chính. Gọi là nhập làm một thôi chứ thật ra nó chỉ trùm ở ngoài, chứ đây vẫn là hai cái đầu riêng biệt. Hai bộ não của nó được kết nối bằng một hệ thống dây thần kinh rất là dày, giúp tăng cường sức mạnh siêu linh, cũng như giúp nó nhận biết được những mối nguy hiểm ngay lập tức. Nhưng đôi khi cơ thể của nó lại không thể phản ứng nhanh được như não. Cái đầu vốn nằm ở đuôi của nó trước khi tiến hóa bây giờ trở nên vô cùng cứng cáp, kiểu như một cái mũ bảo hiểm vậy. Không chỉ giúp ích trong việc phòng thủ, mà khi cái đầu này ngậm miệng lại sẽ giống như một món vũ khí mà Farigiraf có thể quang quật, gây tổn thương cho một vùng rộng lớn xung quanh. Uy lực của đòn tấn công này nghe nói có thể đập vụn được cả đá và nghiền nát những thành thép. Dugtrio là tập hợp 3 Diglett có chung một cơ thể. Hoặc là ít nhất chúng ta nghĩ thế bởi vì đã có ai nhìn thấy cơ thể của con này đâu. Ba cái đầu của Dugtrio có cùng một suy nghĩ và mỗi hành động của chúng đều rất ăn khớp với nhau, làm cho việc đào hang trở nên năng suất hơn.
Tuy nhiên ở một vài trường hợp hiếm hoi, chúng nó có thể sẽ tranh nhau xem cái đầu nào được ăn trước. Pokemon này có người anh em họ hàng định cư ở nước ngoài gọi là Alolan Dugtrio, với những cái đặc điểm gần như là giống nhau hoàn toàn, ngoại trừ việc Dugtrio của vùng Alola có quả tóc vàng óng mượt như son siêu. Thậm chí mỗi đầu còn có kiểu tóc riêng biệt, một đứa để đầu kiểu bốp, một đứa để tóc xoăn ngang vai, còn đứa cuối cùng thì có mái tóc bồng bềnh chạm đất ở phía sau. Những bộ tóc này của Dugtrio vùng Alola thực chất là được tạo thành từ phôi kim loại, siêu mỏng nhưng cũng siêu nặng, và sẽ tiếp tục mọc ra suốt cuộc đời của Pokemon này, thế cho nên nó mới mang hệ thép đấy. Cơ mà bộ tóc này cũng không phải chỉ để trưng bày, mà còn có nhiệm vụ thăm dò và dự đoán dung trần dưới lòng đất. Và mặc dù Dugtrio vùng Alola vẫn có đực có cái đàng hoàng, nhưng mà vì cái bộ tóc này mà người dân bản địa vẫn coi nó là nữ thần của đất. Được cơ cấu giống như Dugtrio là Magneton. Đây là Pokemon được tạo ra bởi sự liên kết từ trường mạnh mẽ giữa ba con Magnemite, cho nên không chỉ là ba đầu, có thể nói con này có ba cơ thể riêng biệt luôn. Với đặc điểm cấu tạo này thì Magneton có sức mạnh điện được tăng lên gấp 3 lần, sản sinh một vùng từ trường mạnh làm cho những thiết bị điện tử gần nó có nguy cơ hư hỏng nặng. Mặc dù vậy, trí thông minh của Magneton thì vẫn giữ nguyên, chứ không được nhân 3 lên như sức mạnh của nó. Cũng được tạo ra từ những cá thể riêng biệt, đó là Execute. Mặc dù bề ngoài của loài Pokemon này trông giống như những quả trứng, nhưng mà người ta nhận định rằng chúng gần với hạt cây hơn. Mỗi cái đầu của Execute có những biểu cảm tương đối khác nhau với các vết nứt ở trên mặt. Vết nứt càng nhiều chứng tỏ quá trình tiến hóa của chúng nó càng đến gần hơn. Những cái đầu của Execute giao tiếp với nhau bằng một hình thức thần giao cách cảm mà chỉ có bản thân chúng mới có thể hiểu được. Có một điều đặc biệt ở loài Pokemon này, đó là nếu như số lượng của chúng bị giảm xuống dưới 6 thì những cái đầu còn lại sẽ tự đi tìm một Pokemon khác, thậm chí là khác loài để có thể lấp vào vị trí trống đó. Chỉ cần đúng kích thước để cho Execute giữ được cân bằng là ổn, cho đến khi bộ phận bị mất được tìm thấy, bởi vì nếu không chúng sẽ bị mất cân bằng và trở nên lo lắng, nhút nhát hơn. Dạng tiến hóa của Execute là Executor. Ba cái đầu của Pokemon này có suy nghĩ độc lập và tính cách riêng biệt, đồng thời có vẻ như không quan tâm đến nhau là mấy. Vì vậy mà chúng sẽ gây ra rất nhiều tiếng ồn khi mà mỗi cái đầu nói ra suy nghĩ của mình cùng một lúc. Nhưng thật ra là cả ba ông đều đang nói chuyện một mình, chứ không phải là đang cãi vã lẫn nhau, bởi vì chúng nó khá là hòa thuận. Nếu như mỗi cái đầu của Executor muốn đi theo một hướng khác nhau, thì cơ thể của chúng sẽ đứng yên bất động và không thể di chuyển. Trong chiến đấu, cả ba cái đầu giao tiếp với nhau bằng một sức mạnh ngoại cảm để đưa ra quyết định chung. Và bởi vì cả ba cái đầu đều có năng lực siêu linh, cho nên sức mạnh của nó sẽ được nhân lên gấp 3 lần. Nếu như một trong những cái đầu của Executor phát triển quá lớn thì nó sẽ rụng xuống và sẽ đi tìm những cái đầu của Executor khác tập hợp lại để trở thành một Execute. Ở vùng Alola có rất nhiều ánh sáng mặt trời, cho nên đã đánh thức sức mạnh tiềm ẩn của Executor, khiến cho những con Executor sống ở đây cao hơn gấp 5 lần so với các vùng khác. Ngoài cái cổ dài ngoãng thì Alolan Executor còn có thêm một cái đầu nhỏ mọc ở phía sau đuôi. Nhưng khác với cái đầu sau đuôi của Girafarig, cái của Alolan Executor có tư duy, nó có thể tự hoạt động riêng, thậm chí có thể sử dụng thần giao cách cảm với mức độ yếu hơn so với ba cái đầu chính để rà soát và cảnh giác khu vực sau lưng. Tương tự như Execute thì Phalanx là một Pokemon được hình thành bởi liên kết của 6 đơn thể. Tuy nhiên, 6 con đơn thể này sẽ có một con là binh trưởng với vai trò lãnh đạo, còn 5 con còn lại là 5 binh lính. Tạo hình của bọn này tương đối giống với các chiến binh La Mã cổ đại. Trên mũ thì có cái mào hơi dài và nhọn, đảm nhiệm luôn vai trò của mũi giáo, trong đó con binh trưởng có mũi giáo dài nhất. Chúng thường di chuyển bằng cách hành quân theo tập hợp hàng dọc. Lúc này thì Phalanx trông sẽ rất giống một con sâu. Tôi khá chắc là lúc đầu mới nhìn Pokemon này, anh em mình ai cũng tưởng nó là hệ bọ đúng không? Trong chiến đấu thì 5 đơn thể Phalanx binh lính sẽ luôn tuân thủ theo mệnh lệnh của binh trưởng một cách tuyệt đối. Nhờ vào đó chúng có thể phối hợp một cách hoàn mỹ để liên tục thay đổi đội hình, cầu thủ toàn diện. Trên anime cũng có một đám Phalanx đã bị lạc mất binh trưởng và trở nên vô cùng bối rối. Dù bằng một cách nào đó chúng lại chọn Pikachu của Satoshi làm binh trưởng tạm thời. Trong Pokédex của một số bản game như là Pokemon Red, Pokemon Fire Red và Leaf Green, người ta đã nói rằng có một vài trường hợp hiếm hoi khi mà hai khí đầu khác loại của hai con Koffing khác nhau hòa trộn lại thì chúng sẽ hợp nhất thành một con Weezing. Và trong một số trường hợp còn hiếm hoi hơn nữa, người ta phát hiện còn có một số con Weezing sinh ba. Ở dạng thường thấy, hai cái đầu của Weezing sẽ chứa hai loại khí đầu khác nhau.
để khi chiến đấu, Pokemon này sẽ trộn hai cái loại khí độc đó lại, tạo thành một hỗn hợp khí độc hại và ngột ngạt hơn. Dù không có cánh, nhưng mà Weezing vẫn có khả năng bay lơ lửng giữa không trung do khí ga trong cơ thể của chúng nhẹ hơn không khí. Pokemon này thường làm tổ ở những nơi bẩn thỉu, nhếch nhác, và vào ban đêm, khi mà con người đã đi ngủ hết thì Weezing sẽ đi lục thùng rác. Weezing rất thích ăn bụi, ăn các vi sinh vật, đặc biệt là khí thải ra từ rác và các chất thải độc hại. Việc này làm cho chúng nặng mùi hơn và khí độc của chúng cũng trở nên lợi hại hơn. Mặc dù vậy thì khí độc của Weezing vẫn được sử dụng để chiết xuất nước hoa cao cấp. Đúng rồi đấy, anh em không nghe nhầm đâu. Vì một lý do nào đó mà trong thế giới Pokemon, người ta rất hay sử dụng khí độc của các Pokemon độc để tạo ra nước hoa, ví dụ như là Weezing và Gloom, thậm chí còn có thể làm thuốc từ độc của Grogunk. Khác với người anh em Kanto của mình, thì Weezing ở vùng Gala có một diện mạo mới khá là tư bản và tệ nạn. Người ta cho rằng diện mạo của nó đã thay đổi do hấp thụ không khí ô nhiễm từ các nhà máy. Điều đáng chú ý ở đây là thay vì hấp thụ và tích tụ khí độc để trở nên ngày càng độc hơn như là Weezing vùng Kanto, thì Galarian Weezing sẽ tiêu thụ các phần tử độc hại trong không khí ô nhiễm và thải ra không khí sạch từ cái ống khói trên đầu nó. Cho nên thực chất đây là một Pokemon rất có ích cho môi trường chứ không giống như vẻ bề ngoài. Và tạm thời đó là kết thúc phần 1 của chủ đề Pokemon có nhiều đầu. Vẫn còn rất nhiều Pokemon như vậy nữa ở trong phần 2, cơ mà vì tôi thu âm liên tục mệt vãi cho nên là có lẽ sẽ tạm ngừng ở đây. Rất cảm ơn anh em đã chú ý đến video này cũng như là theo dõi hết nó nhé. Hy vọng rằng anh em cảm thấy video này thú vị cũng như là nạp thêm được một số thông tin mới mẻ và vô dụng. Phần 2 cũng sẽ được lên sóng sớm thôi và tôi sẽ hẹn gặp lại anh em sau. Còn bây giờ thì stay cool.